bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ với những tài lẻ khác nhau. Khai cuộc V-League được giới thiệu chân dung Phan Đức Lễ, một nghệ sĩ guitar. Còn hôm nay, câu chuyện mà chúng tôi muốn truyền tải là về một thủ môn có bàn tay tài hoa với khả năng làm đẹp cho mọi người. Quan sát những hình ảnh trên, ít ai có thể nghĩ người thợ đáng yêu khắc thẩm mỹ này từng là một thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam Trần Khoa Điển. Sau khi giã nghiệp quần đùi áo số, cựu thủ môn trưởng thành từ lò năng khiếu thành phố Hồ Chí Minh đã bén duyên với một công việc mới, đó là nghệ nhân phun xăm thẩm mỹ, một nghề nghiệp mà ít người nghĩ rằng sẽ phù hợp với một cầu thủ bóng đá. Sau khi mà mình giải nghệ thì mở tiệm nét mình làm mình thấy cũng nói chung cũng ok, nhưng mà sau một thời gian làm thì mình có lên mà tiệm của chị ruột, mình thấy tiệm chị có làm điêu khắc với lại phun môi với lại phun chân mày, thì mình vô mình thử làm thì đâm ra mình thấy rất là thích thú. Mới đầu vô thì nói chung là mình làm cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà may cho cái là mình cũng là từ thủ môn ra thì tay chân lúc nào cũng là uyển chuyển, mình làm cái gì cũng dẻo hết đó, nên mình làm cái công việc đó mình rất là thành công. Rời sân bóng, tháo găng tay, Khoa Điển đã dấn thân vào con đường kinh doanh. Cựu thủ môn sinh năm 1987 ít nhiều có được những thành công bước đầu với một cửa hàng game và đặc biệt là nghệ nhân phun xăm thẩm mỹ. Dù mới chỉ vào nghề được 2 năm, nhưng cựu thủ thành của Đồng Tháp đã có thể đứng lớp để truyền thụ, hướng dẫn cho các học viên. Mình nghĩ thì ai cũng vậy thôi, mình từ quần đùi áo số mà mình giải nghệ thì bước qua một cái trang mới, một cái sự nghiệp mới. Nó khác hẳn hoàn toàn. Đòi hỏi cái nói chung là cái kỹ thuật trong nghề rất là nhiều. Nhưng mà mình có cố gắng nỗ lực từng ngày, từng tháng thì nó thành công thôi. Nói chung là mình giống như là đam mê, nói chung là đam mê, phải có đam mê trong đó thì mình mới theo được. Đó. Thì nỗ lực theo từng ngày, từng tháng thì sẽ thành công thôi. Đã 4 năm rời xa bóng đá chuyên nghiệp, người ta cũng ít thấy bóng dáng của cựu thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Calisto ở trên các sân bóng, dù chỉ là phong trào. Nhưng ít người biết rằng những nỗi lo thường nhật, những gánh nặng cơm áo gạo tiền để lo cho gia đình với 3 người con đã khiến Khoa Điển phải lựa chọn một ngã rẽ khác. Cái quyết định giải nghệ thì nó rất là nhiều khó khăn, mình cũng nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ nhiều lắm. Nó mới đưa ra quyết định cuối cùng là giải nghệ. Thì lúc đó thì mình cũng phân vân lắm, mà cũng có bên đội thành phố thì cũng mời làm đào tạo trẻ, làm huấn luyện thủ môn trẻ. Nhưng mà lúc đó là do mình bận bịu công việc nhiều quá nên mình đã không nhận cái lời mời đó từ thành phố Hồ Chí Minh. Và mình theo cái luôn là từ lúc đó mình theo luôn cái kinh doanh ở ngoài cho tới bây giờ luôn. Phía sau những nét vẽ, nét điêu khắc, Khoa Điển lại trở về bên gia đình, bên bóng đá, dù chỉ là với tư cách khán giả. Và nay, khi cuộc sống đã khấm khá hơn, ổn định hơn, anh lại muốn trở về với niềm đam mê một thời của mình. Mình suy nghĩ rất là nhiều rồi, tuy là mình giải nghệ nhưng mình theo con đường kinh doanh. Nhưng có một lời mời nào đó muốn mời mình về làm như là công tác đào trẻ thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu á, nói chung là gần ở đây, thì mình sẽ chấp nhận cái lời mời đó mình làm. Nói chung là trong mình thì còn nói chung là vẫn còn đam mê. Cuộc đời sẽ có nhiều ngã rẽ và Khoa Điển đã lựa chọn cho mình một con đường để lập nghiệp. Phía sau sân cỏ, cơ hội vẫn mở ra với bất cứ cựu cầu thủ nào, và biết đâu đấy một ngày nào đó người hâm mộ sẽ lại thấy Khoa Điển trên sân bóng với tư cách một huấn luyện viên. Bởi trái bóng không chỉ là niềm đam mê mà nó còn là cái duyên, cái nghiệp với bất cứ ai từng gắn bó.